phán đi. Hà Nội rồi con Châu Bắc Ninh với các kiểu. Bác đi làm xa phết nhỉ? Lạ hơn, làm nhà nhà vô rồi. Không lúc nào nhà có đứa nó cũng phải đi sang nhưng nó lấy chồng dưới khác, nó có ba con rồi, lấy đầu học hai là thế thì cũng bằng bọn nhà cháu. Nhà cháu mỗi đứa cách nhau 4 năm mà hôm nọ cháu đưa đứa thứ hai nhà cháu đi học gặp cái chị mẹ đứa học cùng lớp với đứa thứ hai nhà cháu, hỏi nhà em mấy đứa, bảo nhà em ba, bảo đứa lớn học lớp mấy, bảo đứa lớn nhà em học lớp 2, bảo mấy tuổi, bảo 8 tuổi. Thế thằng bé nhà em mấy tháng, thằng bé được hơn 9 tháng. Thế mà đẻ dày thế bảo, thế bao nhiêu năm mà dày hả chị? Mới ván rồi nhỉ cô? Sao hỏi bảo thế nhà chị mấy đứa, nhà em 2, bảo thế bây giờ một bạn ấy lớp 4, một bạn lớp mấy, một bạn em 2 tuổi. Bảo thế nhà em 4 năm một đứa, nhà chị một đứa lớp 4, một đứa một giáo lớp 4, lớp 4 một giáo 4 tuổi, một đứa 2 tuổi. Thế vẫn trên nhà em dày, thế nhà chị thì không dày. Em quay ra cười. Cậu nhà em chồng em á, em chồng em lấy vợ lâu rồi. Vâng, con nó năm nay đang học lớp 5 em.